điều tra chống bán phá giá pin năng lượng mặt trời xuất khẩu sang Mỹ. Đại công trường cầu Nhân Trạch đang bứt tốc về đích. An Giang thả 230.000 con cá giống kêu gọi dân không bắt cá con. Tạm giữ hình sự đối tượng dùng súng bắn vợ. Câu chuyện độc đáo, nuôi cá mú trong ao đất ven rừng phòng hộ ở Kiên Giang. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Hai ngày 19 tháng 8 năm 2024. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Tôn Vũ của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. The Six Premier Charm Resort Hồ Tràm kiến tạo sắc thái riêng theo 6 chuẩn mực sức khỏe quốc tế, nâng niu từng khoảnh khắc, thanh dưỡng thân tâm trí vẹn đầy, trọn vẹn hạnh phúc viên mãn cho cả gia đình. The Six Premier Charm Resort Hồ Tràm, 6 chuẩn mực sức khỏe đẳng cấp thế giới, kiến tạo sắc thái riêng cho bạn. Mở đầu chương trình hôm nay là thông tin kinh tế. Các doanh nghiệp sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đang phải đối mặt với cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp. Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, hầu hết các doanh nghiệp bị khởi xướng điều tra lần này đều là các doanh nghiệp sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời có vốn đầu tư từ Trung Quốc. Sau khi Bộ Thương mại Mỹ DOC ra quyết định khởi xướng điều tra vào giữa tháng 5 năm 2024, các doanh nghiệp này đang phải tập trung trả lời các bản câu hỏi mà cơ quan điều tra đã gửi. Đây là lần đầu tiên Mỹ tiến hành một cuộc điều tra về chương trình trợ cấp xuyên quốc gia. Vì vậy, quá trình đối phó với cuộc điều tra này có nhiều thách thức. Ủy ban Thương mại sản xuất pin năng lượng mặt trời Mỹ cáo buộc khoảng 50 doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam tham gia việc bán phá giá và nhận trợ cấp. Biên độ chống bán phá giá bị cáo buộc đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam lên đến 271,28%, mức cao nhất trong số các nước bị cáo buộc so với Campuchia 125,37%, Malaysia 81,22% và Thái Lan 70,36%. Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt đề án thí điểm cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Việt Nam, Hữu Nghị Quan Trung Quốc. Vị trí tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088-2-1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Việt Nam - Hữu Nghị Quan Trung Quốc. Mục tiêu đưa tỉnh Lạng Sơn sớm trở thành một trong những trung tâm đầu mối hoạt động xuất nhập khẩu thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế cửa khẩu trọng điểm vùng Đông Bắc. Đây cũng là cửa ngõ quan trọng thông thương hàng hóa của các nước ASEAN với Trung Quốc cũng như các nước khác. Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị kỳ vọng trở thành cửa khẩu kiểu mẫu, cửa khẩu đường bộ tiên tiến nhất ASEAN, ứng dụng công nghệ cao, có hệ thống giao thông đường bộ hiện đại, kết nối với cảng biển, sân bay. Xin được chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, vượt qua những khó khăn về nguồn vật liệu, dự án xây dựng cầu Nhân Trạch lớn nhất vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đang bứt tốc. Hiện tiến độ đã đạt 80% khối lượng, dự kiến sẽ về đích trước 4 tháng. Nhân Trạch và đường dẫn thuộc đoạn Tân Vạn Nhân Trạch của vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh nằm ở nơi biệt lập với khu dân cư, sông nước bao quanh, vì vậy việc đi lại của công nhân, kỹ sư và vận chuyển vật liệu phải đi bằng đường thủy. Ghi nhận tại công trường, hiện tại các trụ cầu, mố cầu phía bờ Đồng Nai qua thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng cơ bản, hiện rõ dáng dấp. Để công trình hoàn thành đúng dịp 30 tháng 4 2025, tức sớm hơn 4 tháng so với kế hoạch, mọi người luôn làm việc với tinh thần không để công trường chờ thủ tục, luôn bám sát công trường đồng hành của nhà thầu để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trên công trường, đồng thời kiểm đếm tiến độ hàng ngày, hàng tuần để kịp thời đôn đốc điều chỉnh nếu tiến độ bị chậm. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên tổ chức thả trên 230.000 con cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đợt này, tỉnh An Giang thả hơn 1 tấn cá giống tại kênh Trà Sư thuộc thị xã Tịnh Biên và xã Nhân Hội, huyện An Phú. Các loại cá giống được thả gồm cá mè, cá heo, cá trê, cá rô, cá trạch lấu, cá chép, cá sặc rằn, cá khô, v.v.
Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên cho biết, những năm gần đây, nguồn lợi thủy sản nước ngọt của tỉnh An Giang bị suy giảm đáng kể do nhiều nguyên nhân, nếu cần thả bổ sung. Tại buổi lễ thả cá giống, chính quyền địa phương kêu gọi người dân không đánh bắt khai thác thủy sản trái phép, không mua bán sử dụng cá con làm thực phẩm. Tiếp tục chương trình là thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Bàng Văn Thú, 56 tuổi, trú tại thôn Khủy Kẹn, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, để điều tra hành vi dùng súng tự chế bắn vợ mình. Trước đó, do có mâu thuẫn với vợ mình là bà Bàn Thị Trầm, 49 tuổi, nên trong lúc đang ăn cơm tối, Thú đã dùng súng tự chế dạng súng kíp bắn vào vùng mặt bà Trầm, hậu quả nạn nhân bị thương tích nặng đang điều trị tại bệnh viện. Sau khi gây án, Thú đã bỏ trốn vào rừng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Giang đã huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng truy bắt. Đến tối ngày 17 tháng 8, các lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công Thú khi đang lẩn trốn trên rừng thuộc địa phận xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Y Diệu Nie, 24 tuổi, trú tại xã Chư Mơ Ga, huyện Chư Mơ Ga, để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là anh Y Li Nie, 27 tuổi, trú cùng xã. Theo kết quả điều tra ban đầu, Y Diệu và Y Li đến nhà một người bạn cùng xã tổ chức ăn nhậu. Trong khi đang ăn nhậu thì Y Li nghỉ rồi lên võng nằm ngủ. Sau đó, Y Diệu đến chỗ Y Li đang nằm ngủ rồi ngồi lên người và gọi Y Li dậy nhậu tiếp. Bực tức vì bị quấy rầy lúc ngủ nên Y Li dùng tay đấm một cái vào mặt Y Diệu. Bị đấm đau nên Y Diệu bỏ về nhà mình lấy một con dao để quay lại đánh Y Li trả thù. Sau khi quay lại, Y Diệu đã lao đến đâm hai nhát dao vào vùng bụng và đùi của Y Li. Gây án xong, Y Diệu vứt con dao ra đường rồi bỏ về nhà. Riêng anh Y Li rất may được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không bị ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tỷ lệ thương tật là 34%. Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam hai đối tượng chặn đánh người đi đường lúc nửa đêm để cướp 500.000 đồng. Đó là Giàng A Tuyến, 17 tuổi và Sông A Duy, 15 tuổi, cùng chú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ. Trước đó, công an huyện Vân Hồ nhận được tin báo của hai nạn nhân trú tại xã Trường Sơn, huyện Mộc Châu về việc bị hai xe máy tạt đầu chặn xe cướp trên đường quốc lộ 6 đoạn qua xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ. Hai nam thanh niên chặn xe yêu cầu nạn nhân đưa 500.000 đồng. Khi nghe trả lời không có tiền, hai đối tượng này liền lao vào đấm đá và dùng mũ bảo hiểm đánh nạn nhân rồi cướp 500.000 đồng. Công an huyện Vân Hồ đã xác lập chuyên án, đấu tranh và đã bắt giữ Tuyến và Duy. Thưa quý vị, cá mú đen, cá mú nghệ và đặc biệt là cá mú trân châu có giá trị kinh tế cao, mang lại nguồn thu nhập hấp dẫn cho người nuôi. Do đó, ngoài việc nuôi theo hình thức lồng bè ở biển khơi, nhiều hộ dân ven rừng phòng hộ ở xã Bình An, huyện Kiên Lương, Kiên Giang đã chuyển sang hình thức nuôi cá mú trân châu trong ao đất, rồi sống khỏe trên chính quê hương của mình. Trở lại rừng phòng hộ ở xã Bình An, huyện Kiên Lương những ngày này, không khó để thấy cảnh rừng đước xanh mướt chạy dài bạt ngàn theo mé biển. Dưới những cánh rừng này là những ao đất được người dân địa phương đào đẹp mắt để nuôi cá mú trân châu, xuất bán quanh năm, vươn lên làm giàu. Ông với bà chị bấm mua đất trong này nè, rồi kêu chị em vô đây xúm nhau nuôi thử cá đen, để nuôi thấy được thì mới sau này mới nuôi cá trân châu này. Chứ còn đầu tiên thì cũng không biết nuôi được không nữa. Mình thả thử thấy ổn định thì mới thả, bắt đầu thả ít. Rồi sau này thấy được hiệu quả thì thả nhiều. Cá mú là loài cá khó nuôi, nên việc ông Giang chuyển sang nuôi loài cá này trong ao đất cũng gặp không ít khó khăn. Sở hữu gần 7.000 mét vuông đất, ông Giang chia làm 4 ao nuôi khoảng 6.000 con cá mú. Để cá đạt sản lượng và lớn nhanh, ông chăm sóc rất cẩn thận. Bờ ao nuôi ông đều lót bạt ni lông. Mỗi ngày ông cho cá mú ăn đều đặn. Thức ăn cá mú là các loài cá mồi. Ngoài giữ nguồn nước sạch, ông Giang còn bố trí mấy quạt nước tạo oxy cho cá khi cần. Nói chung nuôi trong hầm thì nó hiệu quả hơn ngoài biển. Nhiều khi ngoài biển nước rồi bọng đổ ra thì nó hao hơn, còn trong đây thì nó ổn định hơn. Mô hình nuôi cá mú trân châu trong ao đạt hiệu quả cao, nhưng thời gian gần đây do ảnh hưởng thị trường nên các thương lái vào thu mua cá mú với giá 140.000 đến 160.000 đồng một ký, giảm 30.000 đến 40.000 đồng một ký cá mú so với ít tháng trước đây.
Với 2 hecta đất, ông Quý chia ra khoảng 5 ao đất để nuôi cá mú. Đồng thời, gia đình ông Quý hiện còn khoảng 1.000 con cá mú đến lứa bán. Ông Quý cũng như người nuôi ở địa phương mong muốn có được đầu ra ổn định hơn để có thể phát triển bền vững với nghề. Cái khó hiện bây giờ là cái đầu ra. Đầu ra thường thì nông dân mình cái sản phẩm đầu ra thì rất là khó khăn. Thì cái hướng của nông dân thì tới đây cũng sẽ là lập một cái trang thương mại điện tử, tức là mình bán hàng giống như bán hàng online trên cái trang thương mại đó, thì là tạo lập một cái trang này, sau đó tập huấn cho cái hội viên để tham gia bán hàng trên mạng. Cái thứ hai thì cũng hàng năm cũng có mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, các cái lớp ngày ngắn hạn về cái cách thức mình chọn con giống, rồi cách thức xử lý nước, rồi cách thức xử lý khi cá bệnh, cho nó cụ thể để người nông dân ta áp dụng. Cái thứ ba thì đối với hội nông dân huyện thì cũng có tranh thủ cái nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân của huyện, rồi của trung ương, của tỉnh, của trung ương để hỗ trợ cho người dân để đầu tư vô cái nguồn vốn để phát triển sản xuất. Nuôi biển và đặc biệt nuôi cá mú trong ao đất cũng là thế mạnh của huyện Kiên Lương. Đặc biệt ở xã Bình An có khoảng 30 hecta nuôi cá mú trong ao đất. Dù hiện giá cá mú giảm nhưng thời gian qua mô hình trên đã mang lại hiệu quả cao, đem lại lợi nhuận cho người nông dân địa phương. Do đó, Kiên Lương đã và đang quyết liệt tìm cách liên kết với các kênh tiêu thụ cá mú trên thị trường để giúp người dân phát triển bền vững với nghề. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên các hạ tầng của báo Tuổi Trẻ. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoavongtuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Cham Group. Còn bây giờ Tuấn Vũ xin kính chào và hẹn gặp lại.